được người quen á, giới thiệu cho cô tới cái công nghệ này. Thì sau khi mà làm phân nửa mặt á, thì cô khi mà mấy em đưa kiến cho cô coi thì cô thật sự rất là ngạc nhiên. Vì cô không nghĩ sao mà những cái cơ mặt của cô lúc trước là nó xệ xuống mà bây giờ nó lại căng, nó lại kéo thêm cái mắt và cái chân mày, nó làm cho cái con cơ mắt cô nó cũng đỡ sụp xuống. Mà cái công nghệ này á, thì khi mà cô nhìn hai bên thì cô thấy là nó có thay đổi rõ rệt luôn. Có thể nói là thật sự cô rất là hài lòng về cái công nghệ mới này, và cũng như là những cái dấu mà ở ngay chỗ mà cái miệng rồi này kia, những cái vết nhăn đó thì thật sự là nó cải thiện rõ rệt của cô. Thì thật sự là lúc mà làm thì cô cũng sợ lắm, tại đó giờ cũng chưa có làm cái này bao giờ, nên khi mà cô cũng sợ là cũng bị chắc đau lắm hay là chắc cũng phải là chích đồ này kia. Nhưng mà thật sự là khi mà cô làm thì cô chuẩn bị tâm lý, nhưng mà tới khi lên thì cô thấy nó chỉ về nó cũng chăm chích nhẹ như là kiến cắn thôi. Thì là đau thì không có đau, kiểu như là cái sự đau đó mình chịu đựng được, nên cô thấy cái dịch vụ này không có cái gì là đau. BB tự hào có tiến sĩ bác sĩ tai Nach Lili là giám đốc y khoa của BB, đồng thời là giám đốc nghiên cứu và phát triển của nhiều tập đoàn công nghệ thẩm mỹ hàng đầu, là chủ tịch của nhiều hội nghị y khoa tầm cỡ thế giới và thuyết trình đến các bác sĩ của các nước những xu hướng làm đẹp tiên tiến mới nhất với tất cả kinh nghiệm, kiến thức để mang đến BB những phương pháp làm đẹp tối ưu, cập nhật xu hướng của ngành y khoa phát triển không ngừng đến khách hàng của BB. BB Thanh Mai luôn đi đầu trong suốt 23 năm qua trong lĩnh vực làm đẹp dưới sự điều hành của thạc sĩ kinh tế MC Thanh Mai. BB Thanh Mai vinh dự nhận được vô số các giải thưởng như Thẩm mỹ viện tốt nhất châu Á Thái Bình Dương, Thẩm mỹ viện sở hữu nhiều ca trẻ hóa da hiệu quả nhất khu vực, nhiều nghệ sĩ trong và ngoài nước, các chính khách, các doanh nhân luôn đến và làm đẹp trong suốt những năm qua là minh chứng rõ ràng nhất cho hiệu quả và chất lượng làm đẹp tại BB Thanh Mai.